sự vùng lên của các cầu thủ fair play. Không thành công, không thể tung ra một cú sút như ý. Không thành công, một bóng nguy hiểm, cơ hội dành cho các cầu thủ fair play, vẫn không có bàn thắng, không có bàn thắng dành cho các cầu thủ fair play trong tình huống vừa rồi, một tình huống đối mặt. Công vẫn là đang là cầu thủ áo trắng, đừng mở biên đối mặt vào, đã có bàn thắng giảm cách biệt xuống còn 1-4. Các cầu thủ fair play đã có bàn thắng cho riêng mình, một tình huống man bật là khá tốt. Khoảng cách chỉ còn là 3 bàn. Một đường mở cánh xong càng ngang, chỉ còn đối mặt với khung thành trống, chắc chắn là các cầu thủ áo trắng đã có bàn thắng. Đây là đường tấn công dành cho cầu thủ Chamley Family. Vẫn chưa, vào đường chuyền hơi non. Một tình huống vô cùng nguy hiểm. Từ đường chuyền non, các cầu thủ fair play chấp thời cơ. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ áo trắng. Những tình huống phối hợp cố định sẽ là cơ hội dành cho họ. Không thành công, nhưng vẫn là cầu thủ áo trắng. Không vào, một pha đệm bóng đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống vừa rồi, khi mà những đường phối hợp là khá tốt, đường căng ngang là tuyệt. Sẽ là đường phản công. Đang là 3-1. Đường chuyền hay, vẫn chưa tung ra cú sút. Vào. Và đã có bàn thắng thứ 5 dành cho cầu thủ Cha Family. Khi mà nói đến những tình huống phản công thì ngay lập tức Cha Family đã cho chúng ta thấy họ đã dùng thời cơ tốt đấy nha. Một đường chuyền quá tốt vào trong, pha bấm bóng quá tinh tế đến từ các cầu thủ áo vàng, cả cầu thủ Moon cũng như những chiếc bóng áo vàng, khiến cho đường căng ngang vừa rồi chưa hề có sự nguy hiểm. Bên trong đang có người, nhưng quyết định vừa rồi là thực hiện một pha sút thẳng. Sút với lực đi khá tốt, đưa bóng sang cột 2, vẫn chưa thể thực hiện đánh đầu. Một pha móc bóng vô cùng đẹp mắt, nhưng chưa có bàn thắng dành cho cầu thủ Trà Family. Chúng ta hãy cùng xem tình huống vừa rồi. Sẽ có biên dành cho cầu thủ fair play. Đánh đầu không thành công, một tình huống phát bóng đến được cái đầu với vị trí của một cầu thủ áo trắng. Cha Family tạo ra khiến cho các cầu thủ fair play vẫn chưa thể tung ra đường tấn công. Phản công 3-1 dành cho cầu thủ áo vàng. Bên trong đang có người, quyết định là sút ngay và đã có bàn thắng thứ 6 dành cho cầu thủ Cha Family. Không quyết định là căng ngang vào trong, thay vì thế là sẽ tự mình thực hiện một pha sút thẳng. Một tình huống chốt chặn cuối cùng. Sẽ làm gì đây? Quyết định căng ngang, cú sút. Và đã có bàn thắng thứ 7 dành cho cầu thủ Cha Family. Một tình huống đưa thẳng cột 2. Và người ghi bàn vừa rồi là bình luận viên Quốc Khánh. Một bài đánh quen thuộc đưa ra mà khoảng trống là quá lớn cho Quốc Khánh. Một đường chọc khe vô cùng tốt, bên trong có người, vẫn chưa quyết định tung ra cú sút. Và đã có bàn thắng thứ 7, chính xác hơn là bàn thắng thứ 8. Số 8 dành cho các cầu thủ Cha Family. Vẫn đang là chỉ tiêu 14 bàn. Ngay lập tức Tuấn Vũ áp sát để lấy lại bóng. Và khoảng trống sẽ dành cho Trà Family. Bàn thắng thứ 9. Một bàn thắng mà cho thấy các cầu thủ Trà Family đang là những người kiểm soát thế trận này hoàn toàn. Một pha áp sát của Tuấn Vũ, một pha nhả lại của Linh Bách, và bàn thắng đã đến.
chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho các cầu thủ bên phía áo trắng để có bàn thắng. Tôi vừa định nói lời cổ vũ thì những cầu thủ áo trắng thì ngay lập tức họ đã có bàn thắng. Lần này đã họ đã không bỏ lỡ cơ hội của mình. Những pha áp sát tốt, cướp được bóng. Chính xác hơn là một pha mất bóng đến từ các cầu thủ Trà Family. Đình Bích Nhã lại hay. Mất bóng. Cơ hội. Nhã lại tuyến hai, có tung ra cú sút hay không? Tung ra cú sút và đã có bàn thắng thứ ba dành cho cầu thủ Fair Play. Bàn thắng thứ ba đã đến với một pha phối hợp tốt. Một pha tranh chấp là khỏe hơn. Sau đó pha bóng không thành công. Cú sút. Và đã có bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ Fair Play. Một pha phối hợp nhanh, tốc độ và chính xác. Họ nên làm điều đấy từ những giây phút đầu tiên. Thì có lẽ giờ khoảng cách đã không phải là 5 bàn. Du lịch không thành công. Sẽ là đường tấn công dành cho cầu thủ Fair Play. Lần này một lần bỏ lỡ thực sự là rất đáng tiếc, khi mà ở bên phải đang có một người đồng đội. Và ngay lập tức các cầu thủ sẽ phải trả giá trong tình huống. Đó là cái giá mà các cầu thủ Fair Play phải trả khi mà họ không ghi được bàn thắng. Thì các cầu thủ Trà Family đã có bàn thắng thứ 10. Và người ghi bàn chính là vị trí của Linh Bích. Và trận đấu cũng đã kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ cùng đón chờ trận đấu tiếp theo vào thứ hai tuần sau của các cầu thủ Trà Family.